Bình với An á, quen nhau được 7 năm rồi, hai đứa học chung một trường nhưng học khác lớp. Thường thì chỉ gặp nhau vào những ngày thi thôi. Tại vì hai đứa học khác lớp với nhau cho nên là chỉ có lúc thi chung thì mới được gặp nhau thôi. An là một cô gái sôi nổi, hòa đồng, vui tính và đáng yêu. Bình rất là nhõng nhẽo, ham ăn và đôi khi lại cằn nhằn như một ông cụ non theo đúng nghĩa. Điểm tốt ở Bình đó chính là sự chân thành, luôn luôn biết cách chăm sóc cho bạn gái. Đó chính là sự chân thành từ Bình. Điều quan trọng nhất đó chính là tình yêu của hai đứa tại thời điểm này. 7 năm không phải dài nhưng đủ để hai người cảm nhận được tình cảm của đối phương. 24 tuổi không phải già nhưng đủ chín chắn để quyết định tương lai của mình. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Đã là người bạn gái bên anh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn em vì đã đồng ý là người vợ cùng anh bước tiếp con đường sau này. Anh ơi, trước đây em rất ít khi tin vào những tình yêu sẽ có những cái happy ending. Nhưng bây giờ em đã tin, và em tin một cách tuyệt đối. Vì bây giờ đây chính tay của tụi mình sẽ viết nên một happy ending riêng. Em muốn nói với anh rằng là hãy cùng nhau đi hết quãng đường còn lại trong cuộc đời, để cùng nhau vui, cùng nhau buồn, và để cùng nhau nhìn nhau già đi anh nha. What are you waiting for?